Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai lược giảng, đời đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụ chiếu dịch, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, năm 1983. Kệ khai kinh: Phật Pháp cao siêu, rất thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên chỉ tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Vì vấn đề sanh tử của chúng ta, chúng sinh mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại cõi Ta Bà này. Ngài được sanh ra trong một gia đình vương giả, nhưng Ngài đã từ bỏ sự giàu sang của cả một vương quốc để ra đi lo việc tu hành và chứng thành Phật quả dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi chứng quả Phật, Ngài quan sát các chúng sanh trong thế giới Ta Bà và nhận thấy rằng các chúng sanh tại đây có một nhân duyên sâu đậm với hai vị Phật, đó là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới Lưu Ly nơi phương Đông có thể giúp chúng ta tăng phước, tăng thọ, tiêu trừ tai nạn. Còn Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây thì có thể tiếp dẫn chúng ta mang theo nghiệp mà sanh về thế giới Cực Lạc, hoa nở liền trông thấy Phật, ngộ được pháp vô sanh nhẫn. Trong bài Nhị Phật Chú có câu: Nhị Phật diễn hóa tại Ta Bà, Đông A Súc, Tây Di Đà. Hai câu này nghĩa là Phật A Súc, tức Phật Dược Sư và Phật A Di Đà đều giáo hóa chúng sanh tại thế giới Ta Bà. Hai vị Phật, một vị Phật ở phương Đông, một vị ở phương Tây, nhưng cả hai đều có nhân duyên rất sâu đậm với chúng ta nơi cõi Ta Bà. Do đó, tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, còn vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật chính là A Di Đà Như Lai. Nếu có ai niệm danh hiệu của Đức Phật tiêu tai diên thọ Dược Sư, thì người đó được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt phước sanh, tâm ý mãn nguyện. Vậy vị Phật giúp chúng sanh kéo dài mạng sống chính là tiêu tai diên thọ Dược Sư. Còn Đức Phật A Di Đà thì sao? Ở đây là vấn đề vãng sanh. Như có ai muốn về thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị muốn sanh về cõi Lưu Ly, tức là thế giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì hãy niệm danh hiệu của Ngài Dược Sư. Khi còn sống, người ta muốn tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Còn khi lâm chung, người ta mong về nơi thế giới Cực Lạc. Bởi vậy trong Phật giáo chúng ta thấy có những tấm bài vị màu đỏ gọi là bài vị diên thọ, ngụ ý rằng Đức Phật tiêu tai diên thọ Dược Sư phóng hào quang chiếu sáng ngôi sao bổn mạng của chúng ta. Còn khi vãng sanh, nếu không muốn tái sanh nơi thế giới Lưu Ly mà muốn về cõi Cực Lạc thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân duyên của chúng ta đối với hai vị Phật nói trên quả là rất mật thiết. Tuy nhiên chúng ta vốn chưa biết gì về hai vị Phật này, ngay đến cả danh hiệu của các ngài chúng ta cũng không biết. Do đó Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho chúng ta về danh hiệu bổn nguyện cùng công đức nguyện lực của các ngài. Bởi vậy mới có bộ kinh này gọi là Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược Sư Lưu Ly Quang là tên gọi của Đức Phật này. Như Lai là một trong 10 tôn hiệu của mỗi vị Phật. Bổn nguyện là các lời phát nguyện của Đức Phật này khi Ngài phát tâm Bồ Đề, thời gian trước khi thành Phật quả. Lời nguyện phát ra trước khi thành Phật gọi là bổn nguyện. Công đức gồm có chữ công, chỉ những gì được tạo lập ở bên ngoài; chữ đức, chỉ những gì được tích lũy ở bên trong. Thí dụ, quý vị xây dựng chùa miếu, tu sửa cầu đường, mưu cầu hạnh phúc và lợi ích cho mọi người, như vậy gọi là tạo lập công. Còn đức là nói về sự tỉnh ở trong tâm. Ví dụ như quý vị làm một điều gì mà khi trông lên thì không thẹn với trời, trông xuống không hổ với người, ngoài không dối người, trong không dối mình. Những hành động như vậy, ở bên ngoài thì lập nên công, ở bên trong thì tạo thành đức hạnh, đó gọi là công đức. Về đức hạnh chúng ta có câu: thiện dục nhân kiến bất thị chân thiện. Nghĩa là phàm làm việc thiện mà lại muốn mọi người trông thấy thì chẳng phải là chân thiện. Quý vị làm điều thiện, quý vị không cần người ta biết đến, cũng không cần phải quảng cáo với ai. Chẳng hạn quý vị không cần phải tuyên bố rằng tôi đã làm việc thiện này, việc thiện kia, hoặc nói tôi đã thọ năm giới, thọ tám giới, thọ rất nhiều giới rồi, tôi là người đã thọ Bồ Tát giới. Những điều đó tùy quý vị đã làm, nhưng quý vị không nên khoa trương. Đức hạnh thì không ai hay biết, đó mới là đức hạnh. Như muốn mọi người hay biết thì không phải rồi, cho nên mới có câu: làm thiện muốn người thấy, đó chưa là thật thiện,
làm ác sợ người biết, đó mới là đại ác. Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Làm việc thiện mà muốn mọi người hay biết thì không phải là đức hạnh. Điều ác mà sợ có người biết thì đó là một tội lỗi lớn. Do đó, đã là người học Phật, chúng ta không thể giống như vậy. Không nên tranh hơn tranh thua, chẳng hạn như nói những câu: tôi đã làm nên những chuyện này chuyện kia, tôi như vậy đó, tôi bố thí như thế này, tôi hộ pháp như thế kia. Có những tư tưởng hành vi khoa trương tự mãn thì đó không phải là tư cách của người hộ pháp. Bởi vậy, này quý vị học Phật Pháp, nghe giảng kinh, quý vị hãy dụng công ở tại điểm này, chớ không phải là để hư trương danh tiếng, mượn dịp này để quảng cáo cho mình. Điều ta chú trọng là công phu thực sự, còn cái hư danh thì ta không cần biết. Chúng ta là người học Phật thì chính chúng ta phải làm gương, khiến cho mọi người phải kính nể phẩm hạnh của tín đồ Phật giáo. Công đức là ở chỗ đó. Kinh ở đây có nghĩa là kinh thường, pháp kinh thường nghĩa là pháp không biến đổi. Kinh chính là lời nói của thánh nhân, lời giảng dạy do bậc thánh nói ra, một chữ cũng không thể được bớt, một chữ cũng không thể thêm vào, ý tứ phong phú. Nói tóm lược thì ý nghĩa của chữ kinh không ngoài bốn chữ: quán, nhiếp, thường và pháp. Quán tức là sâu qua, xuyên qua, ngụ ý rằng ý nghĩa và đạo lý trong lời Phật dạy giống như một sâu chuỗi tiếp nối nhau thông suốt từ đầu đến cuối. Nhiếp nghĩa là bắt lấy, thâu nhiếp, thích ứng với mọi căn cơ của chúng sanh. Thường có nghĩa là không thay đổi, tự cổ chí kim luôn luôn như vậy, có tính vượt thời gian. Pháp nghĩa là phép tắc, chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như ba đời các chúng sanh, tất cả đều tuân theo khuôn phép đó. Bởi vậy có câu, tam thế đồng tuân danh vi pháp, nghĩa là ba đời cùng tuân theo nên gọi là pháp. Tất cả chúng ta cũng phải tuân thủ phép tắc đó. Kinh còn được ví như dây mực của người thợ mộc, có khi mang ý nghĩa như một dòng suối tuôn. Thật ra chữ kinh còn chứa đựng rất nhiều nghĩa. Có điều quý vị chỉ cần nhớ lấy mấy ý chính. Kinh là gì? Kinh là kinh thường, là pháp không đổi thay, không cải biến, vĩnh viễn là như vậy. Nay Phật giảng như thế này, trong tương lai Phật cũng giảng như thế, quá khứ Phật cũng đã giảng như vậy. Như trong câu, cổ kim chẳng đổi gọi là thường, ba đời đều tuân theo gọi là pháp. Vậy kinh này tức là kinh công đức các bổn nguyện của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu giải thích một cách đơn giản là như thế. Này giảng các chữ trong đẻ kinh, dược nghĩa là thuốc, sư là thầy, vị Phật đây là một thầy thuốc lớn, có thể trị tất cả mọi bệnh tật của con người trong thế gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh nan y gì, nếu được ngài cứu chữa thì chắc chắn bệnh sẽ hết. Bệnh gì cũng được chữa lành, ở cửa tử mà được hồi sanh, bệnh đáng chết mà được cứu sống. Bởi vậy ngài mới có tên gọi là dược sư. Lưu ly là một chất trong suốt, ở trong có thể nhìn thấu ra ngoài, ở ngoài có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu ly là tên của quốc độ quả báo, báo độ của Đức Dược Sư, gọi là thế giới lưu ly, và ngài là vị giáo chủ. Thân thể của ngài cũng là chất lưu ly, nội ngoại đều sáng trong tinh khiết. Ngài thông hiểu hết các loại thuốc. Ở Trung Hoa đời xưa có vị vua tên Thần Nông, và có câu nói, Thần Nông thưởng bách thảo, nghĩa là vua Thần Nông đã từng nếm hết thảy các thứ cỏ cây. Thân thể của vua Thần Nông cũng là chất lưu ly, khi nếm các loại cỏ cây thảo mộc nuốt vào bụng rồi, vua có thể nhận ra tác dụng của vị thuốc, biết được vị thuốc đó đi vào đường kinh lạc nào trong cơ thể. Khi nếm đủ các loại dược thảo xong, vua phân tích ra từng tánh chất, một dược tánh, vị nào chua, ngọt, đắng, cay, mặn, thứ nào là lạnh, nóng, ấm, trung bình, thứ nào độc, thứ nào không độc. Quang là ánh sáng, thân thể Đức Dược Sư Như Lai không những trong suốt mà còn tỏa sáng, là một đại quang minh tạng. Như Lai là một trong 10 tên hiệu của Phật. Như Lai ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, tiên nhân sư, Phật, thế tôn. Do là mỗi vị Phật có 10 vạn danh hiệu, nhưng kể đủ cả 10 vạn danh hiệu ấy thì không ai nhớ được, nên người ta rút ngắn lại thành 1 vạn. Tuy nhiên 1 vạn kể ra cũng còn nhiều nên lại rút ngắn thêm thành 1.000. Sau rút gọn nữa thành 100 và cuối cùng rút xuống chỉ còn lại 10 danh hiệu. Vị Phật nào cũng có 10 danh hiệu trên, chứ chẳng phải vị Phật này có mà vị Phật kia thì không. Học Phật Pháp chúng ta phải hiểu điều đó. Tôi nghe những kẻ ngoại đạo nói về Như Lai Phật Tổ, họ không hiểu Như Lai Phật Tổ là vị Phật nào.
Kỳ thực vị Phật nào cũng có hiệu là Như Lai. Như Lai nghĩa là noi theo đạo như thực, chân lý mà đến và thành chánh giác. Thừa như thật chi đạo, lai thành chánh giác. Bổn nguyện là nói về các lời phát nguyện trong quá khứ của Ngài Dược Sư. Đây không phải là những lời phát nguyện trong đời này. Trong kinh điển Phật giáo có các danh từ như bổn sự, bổn nguyện, bổn danh. Bổn danh là thuộc về đời hiện tại, bổn nguyện lại thuộc đời quá khứ. Còn bổn sự là sự việc xảy ra trong kiếp xưa. Công đức và kinh, các danh từ này đã được giảng rồi. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là vị Phật ở phương Đông. Ngài có một tên khác nữa là Phật A Xúc. Phật Dược Sư thuộc Kim Cang Bộ ở phía Đông. Và bộ này chú trọng Pháp Hàng Phục. Pháp này chuyên hàng phục thiên ma ngoại đạo. Khi chúng thấy các vị Kim Cang hộ Pháp thuộc bộ Kim Cang là chúng phải quy hàng. Giả tỷ như bất cứ ai niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ được 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát gia hộ che chở. Cố nhiên người đó phải thành tâm niệm chú mới được. Đại khái được giảng về ý nghĩa của tên kinh là như vậy. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Xà Phạm đi hóa độ các nước đến thành Quảng Nghiêm. Ngài dừng lại dưới gốc cây Âm Nhạc cùng 8.000 Đại Bí Xô, 36.000 Bồ Tát Ma Ha Tát, các quốc vương đại thần, các bà la môn, các cư sĩ, trời rồng và 8 bộ chúng, người và chẳng phải người, đông không kể xiết, cả thầy đều cung kính vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Như thị ngã văn, nhất thời Bạc Già Phạm du hóa trừ quốc, trí Quảng Nghiêm thành, chú nhạc âm thủ hạ, giữ đại bí xô, chúng bát thiên nhân câu. Bồ Tát Ma Ha Tát, tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, bà la môn, cư sĩ, thiền lòng bát bộ, nhân phi nhân đẳng, vô lượng đại chúng, cung kính vì nhiễu, nhì vì thuyết pháp. Như thị nghĩa là như vậy, danh từ này ngụ ý rằng pháp như vậy thì có thể tin theo, học tập và thực hành. Chúng ta phải phát nguyện tu hành pháp đó, đi theo lời dạy trong đó mà tu tập. Ngã văn nghĩa là tôi nghe. Đây là lời của tôn giả A Nan. Tôn giả này nói như sau: các pháp nói trong bộ kinh này là do chính tôi A Nan được nghe từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, chứ không phải là do người khác truyền lại, chính là tôi đã được nghe. Sở dĩ có mấy chữ như thị ngã văn tôi nghe như vậy là bởi nguyên do sau. Đó là một trong 4 điều tôn giả A Nan bạch hỏi Phật. Số là khi Phật sắp nhập Niết Bàn, tôn giả A Nan rất đỗi bi thương, chỉ biết than khóc mà quên hết mọi sự. Ngày ấy ngài A Nan đã chứng sơ quả, song ngài vẫn chưa đoạn được vấn đề tình cảm, cho nên khi biết tin Phật sẽ nhập Niết Bàn, ngài không thể nén được xúc động nên mới khóc lóc một cách bi thảm, cơ hồ chỉ biết khóc, chẳng biết chuyện gì khác nữa. Lúc đó có một vị tôn giả A Nậu Lâu Đà nhắc cho ngài thức tỉnh và nói rằng: ông vốn có bổn phận ghi nhớ lại các lời Phật dạy, nay Phật sắp vào Niết Bàn, ông hãy ráng tỉnh táo mà nghĩ cho kỹ. Ngay bây giờ ông hãy xét coi có điều gì trọng yếu thì phải hỏi Phật đi, đặng Phật chỉ dạy cho. Ông chỉ khóc lóc như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ ra sao đây? Nghe lời nhắc nhở đó, tôn giả A Nan bèn tỉnh ngộ, ngài nói đúng vậy. Có vấn đề gì quan trọng thì chúng ta phải mang ra hỏi Phật ngay. Có điều tôi khóc quá nên quên cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta phải hỏi Phật những điều gì đây? Đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng còn nghĩ ra được vấn đề gì cả. Vị tôn giả nói trên nói: ông cần hỏi Phật rằng trong tương lai khi kết tập kinh tạng, ở mỗi bộ kinh phải lấy những chữ gì để bắt đầu? Đó là câu hỏi thứ nhất. Điều thứ hai là khi Phật tại thế thì Phật là thầy của chúng ta. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì ai sẽ là thầy? Điều này cũng cần phải hỏi Phật. Thứ ba, ông nên hỏi Phật rằng khi Phật tại thế thì tất cả các tỳ kheo chúng ta ở cùng với Phật. Vậy khi Phật nhập Niết Bàn rồi chúng ta sẽ ở với ai? Điều thứ tư là khi Phật tại thế, nếu tỳ kheo nào có ác tính thì Phật điều phục họ. Thế sau khi Phật nhập Niết Bàn ai sẽ điều phục họ? Tôn giả A Nan đáp: bốn vấn đề vừa nói quả là trọng yếu rất mực, tôi sẽ phải đi hỏi Phật ngay. Nói rồi tôn giả A Nan đi đến trước Phật, chắp tay quỳ gối và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay ngài sắp nhập Niết Bàn nên chúng con có những vấn đề quan trọng muốn thỉnh Phật chỉ dạy cho chúng con. Phật nói: ông muốn hỏi điều gì thì cứ việc hỏi. Tôn giả A Nan thưa: trong thời gian trụ thế, Thế Tôn đã thuyết pháp 49 năm, nói kinh trong hơn 300 pháp hội. Vậy ngày sau khi kết tập kinh tạng thì chúng con phải lấy những chữ gì để khởi đầu cho mỗi bộ kinh? Phật đáp: kinh điển của chúng ta khác với kinh điển của ngoại đạo, kinh của các đạo khác. Nếu họ chẳng nói về có thì nói về không. Phần ghi trên đầu các kinh đều chẳng ngoài hai chữ có và không.
Vậy về điểm này, đối với kinh của chúng ta, các ông nên mở đầu bằng mấy chữ tôi nghe như vậy? Ngụ ý rằng tôi A Nan, chính tôi được nghe như vậy, chứ đây không phải là lời tôi nghe người ta truyền lại. A Nan thưa, xin vâng, trong tương lai chúng con sẽ ghi mấy chữ tôi nghe như vậy. Điều thứ hai con muốn thỉnh Phật chỉ dạy là khi Phật còn ở tại thế gian, tất cả các tỳ kheo chúng con đều tôn Phật là thầy. Vậy sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, chúng con sẽ tôn ai làm thầy? Phật đáp, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ông sẽ lấy giới làm thầy. Ba La Đề Mộc Xoa chính là thầy của các ông. Các ông giữ được giới thì chẳng khác gì ta còn tại thế. Các ông hãy làm các điều ảnh lành và tránh xa các điều ác. A Nan hỏi, điều thứ ba con xin thỉnh Phật chỉ dạy là: Này Phật, trú ở thế gian, chúng con trú cùng một nơi với Phật, thường theo học với Phật. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì các tỳ kheo chúng con sẽ an trú cùng với ai? Phật đáp, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả tỳ kheo các ông phải an trú vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ hay bốn lãnh vực quán niệm gồm có thân, thọ, tâm và pháp. Các ông phải an trú vào bốn nơi này để quán niệm. Thứ nhất là quán thân bất tịnh, nghĩa là mình tự quan sát thân thể của mình, thấy thân thể này chẳng có cái gì gọi là sạch sẽ, tinh khiết, nó chỉ là sự tổng hợp của bốn đại đất nước gió lửa mà thành. Thứ hai là quán thọ là khổ. Thứ ba, quán tâm là vô thường. Và thứ tư, quán pháp là vô ngã. A Nan hỏi Phật điều thứ tư. Về những tỳ kheo có tánh ác, họ đều được Phật điều phục khi Phật còn tại thế. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn, nếu có tỳ kheo có tánh ác, chúng con sẽ phải đối xử với họ ra sao? Phật đáp, trong tương lai nếu các ông gặp những hạ tỳ kheo này thì nên lặng yên và bỏ mặc họ, mặc tẫn. Điều này có nghĩa là khi gặp trường hợp này, chúng ta nên giữ im lặng, không nói chuyện với những người ấy. Mặc tức là làm thinh, tần là rời đi, bỏ đi. Quý vị không lý tới họ, không tranh cãi với họ. Như vậy ít lâu sau họ sẽ tự cảm thấy rằng họ sai và sẽ tự sửa đổi. Đối với những người như thế, nếu quý vị lại hỏi han tranh biện với họ thì họ sẽ tự cảm thấy họ có giá trị. Còn như quý vị lơ là chẳng hỏi han đến họ, họ sẽ cảm thấy họ chẳng hay ho gì. Thế nào gọi là tỳ kheo có tính ác? Nên nhớ rằng chẳng phải người xuất gia nào cũng cố gắng tu đạo, chẳng phải bất cứ ai cũng chịu dụng công tu hành. Ngày trước, tại những ngôi chùa lớn ở Trung Hoa, các vị xuất gia rất đông và có đủ mọi hạng người. Trong số này có những kẻ đã từng giết người, đốt nhà, trộm cướp, hoặc xưa là thổ phỉ, nay cải tà quy chánh, hoặc làm thổ phỉ nhưng giả trang, mượn danh nghĩa người xuất gia để che mắt nhà chức trách. Các hạng người như vậy đều có cả, nghĩa là rồng rắn lẫn lộn không đồng nhất. Đó là tình trạng tại Trung Hoa, và tôi tin rằng ở đâu cũng như vậy mà thôi. Nói về những kẻ chuyên môn ăn cắp ở Trung Hoa, người ta còn gọi họ là thiên thủ quán âm, nghĩa là quán âm ngàn tay. Bởi họ quả thật có đến cả 10.000 tay, ai có đồ vật gì hay là họ lén lấy ngay, lấy xong mang đi bán được đồng nào thì đem mua rượu hoặc ma túy. Bởi vậy quý vị đừng có khờ khạo, chớ có nhắm mắt mà tin rằng ai xuất gia cũng là người tốt cả. Tôi xin nói thẳng với quý vị như vậy, kể cả tôi cũng có thể ở trong số đó nữa, không phải ai ai cũng tốt đâu, có điều tôi đã nguyện làm điều lành. Trong quá khứ tôi không biết mình đã từng làm những việc gì xấu, nay tôi chỉ ước mong làm sao tu hành cho tốt mà thôi. Tỳ kheo ác tính thì rất là xấu ác, họ không biết lắng nghe lẽ phải. Quý vị càng tranh biện với họ, họ càng cho rằng họ hay, họ càng làm tới. Do đó Phật dạy chúng ta hãy giữ im lặng và bỏ mặc họ, không lý tới họ nữa. Nói về tứ niệm xứ thì thứ nhất là quán thân bất tịnh. Quý vị có thể nghĩ rằng mỗi ngày tôi đều nên tắm rửa cái thân này sạch sẽ, sau đó tô điểm nó cho thêm đẹp đẽ nữa. Quý vị nói đúng, quý vị trang điểm thân mình với nhiều thứ lắm. Tay thì đeo đồng hồ vàng, trên người có dắt cây bút đắt tiền, đầu đội mũ đẹp, thân mặc quần áo sang trọng. Sự trang điểm tấm thân của quý vị rất là hào nhoáng. Nhưng quý vị có biết như vậy là nghĩa gì không? Có khác gì quý vị mang những đồ quý giá, mỹ lệ, dùng 7 loại báu vật để trang hoàng cái nhà vệ sinh, có trang hoàng lộng lẫy thế nào đi nữa thì nó vẫn là cái nhà xí, vẫn bốc mùi xú uế, vẫn là nơi bất tịnh. Thân thể chúng ta có 9 lỗ thường tiết ra những thứ bất tịnh. Ở 2 con mắt thì có chất ghèn, ở 2 lỗ tai có giấy tai, ở 2 lỗ mũi có nước mũi, ở miệng thì có đờm dãi, đó là 7 lỗ, còn 2 lỗ kia dùng cho đại và tiểu tiện. Con người của quý vị nếu lâu ngày không tắm rửa sẽ trở nên hôi hám. Quý vị ăn hành thì người quý vị sẽ tiết ra mùi hành, uống sữa bò thì có mùi sữa bò, ăn thịt bò thì có mùi bò, ăn thịt dê, thịt heo, thịt chó thì sẽ tiết ra mùi của các thứ ấy.
Quý vị ăn tỏi ư? Người quý vị sẽ tản là mùi tỏi. Quý vị bảo rằng mùi phát ra ở miệng, nếu ăn xong súc miệng, đánh răng sạch sẽ thì chẳng còn mùi nữa. Kỳ thực chẳng phải vậy. Ăn thứ gì thì chẳng phải chỉ có răng miệng mà toàn thân thể đều có mùi của thứ đó. Nếu quý vị không tin thì hãy thí nghiệm một lần cho biết. Quý vị thử uống thật nhiều sữa bò, tới khi quý vị đổ mồ hôi thì sẽ thấy mồ hôi của mình có mùi sữa bò. Xem ra chín lỗ nói trên thường tiết ra chất bất tịnh, vậy chúng còn gì là hay là đẹp nữa. Quan sát như vậy gọi là quán thân bất tịnh. Thứ hai, hãy quán thọ là khổ. Thọ có nghĩa là hưởng thọ, lãnh thọ. Bất cứ quý vị nhận thứ gì của ai, lãnh thọ hay hưởng thọ một thứ gì, cái thọ đó là khổ. Cái vui sướng, tức là lạc, cũng là nguyên nhân của khổ. Thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm của chúng ta niệm niệm đổi thay, chẳng bao giờ ngưng nghỉ, nó là vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Tất cả các pháp đều không có ngã. Không những thế, chúng cũng không có ngã sở. Như quán thân bất tịnh, các thứ thọ tâm pháp cũng đều bất tịnh. Quán thọ là khổ, các thứ thân tâm và pháp cũng đều là khổ. Quán tâm vô thường, các thứ thân thọ pháp cũng đều vô thường. Quán pháp vô ngã, các thứ kia cũng là vô ngã, gọi là tứ niệm xứ. Bốn lãnh vực để quán niệm, nhưng một là ba, ba là một. Một thứ tức là bốn thứ, và bốn thứ tức là một thứ. Thời gian Phật còn tại thế thì các tỳ kheo an trú cùng một nơi với Phật. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn thì phải an trú trong tứ niệm xứ, đó là di ngôn của Phật. Lời Ngài Phó Trúc dạy các tỳ kheo chúng ta phải y theo như vậy. Sau khi Phật vào Niết Bàn thì tất cả phải lấy giới làm thầy. Giới là nghĩa không làm các điều ác, luôn làm các điều lành, cũng có nghĩa là ngưng ác ngừa quấy, chỉ ác phòng phi. Tức là chấm dứt điều ác, tu mọi điều lành, hay làm các điều phải, chấm dứt các điều quấy, đó là giới luật. Kỳ thực, nguyên ủy chẳng có gì gọi là luật cả. Nguyên do là khi Phật còn tại thế, số đệ tử rất đông, mà càng đông thì càng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Có những người giữ đúng quy củ, nhưng cũng có kẻ không chịu theo phép tắc gì cả. Mỗi khi gặp một nhân duyên nào đó, Phật mới đưa ra một quy lệ, rồi lâu ngày các quy lệ đó gom lại thành giới luật. Tỳ kheo có 250 điều giới, tỳ kheo ni có 348 điều giới, Bồ Tát thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh, Sa môn, Sa di có 10 giới, còn cư sĩ tại gia thì hoặc 8 giới hoặc 5 giới. Các giới đó không ngoài chủ ý khuyên mọi người giữ quy củ. Giữ được quy củ thì xã hội sẽ có những phần tử tốt, ưu tú, hiền lương, có thể mang lại trật tự an lành cho tất cả, không còn điều gì phiền hà trong cuộc sống. Bởi vậy giới luật là nền tảng của một thế giới an bình. Đó là lý do mà các tỳ kheo phải lấy giới làm thầy. Tôi nghe như vậy, vào ngày Tôn giả A Nan kết tập kinh điển, lúc Tôn giả vừa ngồi vào pháp tọa, chỗ thường ngồi của Phật khi thuyết pháp, người ta bỗng thấy hiện ra nhiều tướng trạng tốt lành, đại chúng chứng kiến đều lấy làm lạ, trong lòng nảy sinh ba mối nghi hoặc. Thứ nhất, người ta nghi rằng vị Tôn giả đó chẳng phải là A Nan thật mà là Đức Phật Thích Ca sống lại. Bởi họ thấy rõ vị Tôn giả xưng là A Nan lúc bấy giờ cũng có 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp, nên hoài nghi rằng Phật đã hồi sanh. Thứ hai, họ nghi rằng đây là một vị Phật ở cõi khác đến thế giới Ta Bà để thuyết pháp. Bởi nếu chẳng vậy thì làm sao có được những hiện tướng tốt lành đó. Thứ ba, họ nghi rằng Tôn giả A Nan đã chứng Phật quả, đã thành Phật. Bởi có những điểm nghi ngờ như vậy nên ai nấy đều bàng hoàng, chưa biết rõ sự thể ra sao. Tới khi Tôn giả A Nan cất tiếng tụng như thị ngã văn, tôi nghe như vậy, bốn chữ đó có nghĩa là đây pháp như vậy do chính tôi A Nan được nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết giảng. Thì mọi người mới thức tỉnh và mọi nghi ngờ mới tiêu tan. Ngay đến hàng A La Hán khi nghe thấy ngài A Nan kết tập kinh điển còn khởi lên ba mối nghi như vậy, thì nói gì chúng ta ngày nay nghe tới kinh này tâm chúng ta bèn khởi lên chẳng phải ba mà có thể tới hàng ngàn hàng vạn mối nghi nữa. Tỉ như có ý nghĩ rằng kinh này có thật hay không, có phải do Phật nói ra chăng, lấy gì làm bằng chứng? Cái máy điện toán trong thân thể này không phải là điện não mà là nhân não. Một khi mở máy thì cả ngàn cả vạn mối nghi xuất hiện. Xem như vậy thì học Phật pháp chẳng phải là dễ. Chúng ta học Phật mà chẳng có thành tựu gì chính là do cái tâm nghi ngờ đó tác quái. Có câu rằng tu đạo cần đừng có tâm nghi, nghĩa là người tu đạo đừng nên có tâm nghi ngờ. Nói thế này thì quý vị không tin, nói thế kia quý vị cũng không tin,
nói điều chân thực cũng không tin, xong nói điều hư dối thì quý vị lại tin, đó là điên đảo. Câu tiếp theo là tâm nghi vừa khởi lạc đường mê, nghĩa là một khi quý vị khởi tâm nghi, tức là quý vị đi ngay vào con đường lầm lạc. Bởi vậy người học Phật phải theo đúng châm ngôn sáng như vậy, chiều cũng như vậy. Chiêu ư tư, tịch ư tư, ngày ngày tu học, từng giờ từng khắc đều phải tu học. Đinh ninh trong dạ chớ không phải làm theo, làm cho qua chuyện mà được. Tại vạn Phật thánh thành này, bất cứ là người xuất gia hay hạng cư sĩ, nếu muốn học Phật thì phải ráng đọc tụng cho thuộc bộ kinh Lăng Nghiêm. Nhớ và thuộc lòng bộ kinh này thì công phu học Phật sẽ không bị uổng phí. Thực vậy, trong kinh này, Phật giảng đến chỗ tột cùng rất là chính xác, phô bày hết cái dở của hàng ngoại đạo, lộ chân bổn tướng của họ. Bởi vậy nếu chúng ta hiểu thấu kinh Lăng Nghiêm thì thiên ma ngoại đạo sẽ phải khiếp sợ đến dựng lông tóc. Này quý vị muốn thực lòng hộ trì Tam Bảo, hoằng dương Phật Pháp thì phải mau mau nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đọc tụng Lăng Nghiêm, giảng giải Lăng Nghiêm, tối thiểu là phải như vậy. Việc học kinh Lăng Nghiêm, nghe kinh tụng kinh đòi hỏi một sự nhẫn nại, không được sanh lòng chán nản. Quý vị phải biết cái cây kia mỗi ngày một lớn, hàng ngày quý vị phải lấy nước tưới cho cây thì cây mới trổ hoa, mới có màu sắc đẹp đẽ như vậy. Các trẻ nhỏ phải ngày ngày được dạy dỗ, lớn lên đi học cũng phải ngày ngày đọc sách. Học Phật Pháp thì cũng phải bỏ chút ít thời gian để hàng ngày nghiên cứu, học tập Phật Pháp. Quý vị học Phật Pháp còn tốt hơn là mang tiền gửi tại ngân hàng nữa. Về phương diện huệ mạng và pháp thân thì việc học Phật lại càng trọng yếu hơn nữa, chớ nên coi tiền tài trên thế gian này là thật. Học Phật Pháp mang lại pháp tài để quý vị sử dụng tại thế gian, nó là công đức pháp tài cho pháp xuất thế gian. Quý vị không thể coi nhẹ vấn đề này, không thể làm một cách qua loa cho xong việc, bận rộn cả ngày mà cũng dành được chút thời gian để nghe kinh, nghiên cứu Phật Pháp, như vậy là tốt lắm.